Và như vậy Rakan đã được lựa chọn đưa ra đến từ mình trong ván thi đấu này. Đội hình đến từ bên phía Victory Fire các bạn có thể nhìn thấy là một đội hình có khả năng đánh tấn công cánh trên khá khỏe với Ahri cùng với Na và Rek'Sai. Trong khi đó cánh giữa của họ với Senna Tamken sẽ có khả năng farm hòa và hỗ trợ rất mạnh cho cánh trên để đánh tấn công. Có Q không có E không có cái gì cả. Góc đứng như thế này thì anh ta đang tìm đường tốc biến để có thể rút lui. Kasa đã vòng ra phía sau và không còn được tốc biến nữa. Dream nâng W đánh tay liên tục. Và đó là tình huống đánh hạ thông nổ đến từ Shahu sang bên phía bên kia. Và những gì mà anh ta có thể làm lúc này là chạy thẳng về trụ của Rick à. Một con Azir cấp độ 1 không có gì để chạy cả. Chắc chắn anh ta sẽ phải nằm xuống mạng chiến công đầu. Được nhường cho đường trên bên phía Victory phải. Mạng chiến công đầu được nhường cho Rick. Tình huống lại tiếp tục lên khu đường trên nữa đến từ Way. Rick mất chiêu cuối, mất nhún nhảy và còn tốc biến, bắt buộc phải tốc biến, chạy tốc biến theo đến từ Quay làm chậm thành công đến từ địa chấn dư dấn sát thương là chưa đủ. Bridge băng lên với cú chiêu cuối lần 3 và đó là một ma gục dành cho đường trên bên phía của Angie với nỗ lực tấn công đến từ người trên rừng Quay. Khi mà Kasa hiện tại đang tấn công sứ giả và lao vào của Sihu ép tốc biến của Kasa, người tới là Rim tiếp cận vào Quay, hôn gió vào Quay, có hắc ám sôi rồi. Quay đang rất thấp máu, anh ta nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống. Xuống đường sứ giả đến từ vị trí của Quay, anh ta vẫn lùi về đường với tình huống hộ thể. Người tới là mình hất hai người vào tường đến từ vị trí của Rick và sau đó thì Quay cuối cùng cũng đã phải nằm xuống. Mình phải chạy, Rim phải chạy, anh ta chạy không được vì dính ràng buộc, dính hôn gió, anh ta quay trở lại tấn công Rim nhưng không thành công và làm mạng tiếp theo cho bên phía của Wi-Fi. Siêu bắt buộc phải combo qua phía bên kia bờ tường, một tình huống đánh đổi mạng gục để lấy được con sứ giả lưỡi và ta vẫn an toàn, nhưng đường giữa vẫn đang là nơi mà bên phía Wi-Fi tương đối chủ động. Một tình huống hất tung vào người của PBGod, anh ta bị tấn công rất nhiều, có lớp da dày quá trâu. Sau đó thì Phân Chi Thiên Hạ đẩy được một thành viên về đó cho PBGod, anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Còn Quay mới là người nằm, Sihu bị kẹt lại là double kill dành cho Rim, anh ta lướt thẳng lên tìm kiếm đối phương. Một tình huống điều quả cầu ma thuật nhưng không chuẩn xác, nhưng Wi-Fi vẫn có được lợi thế về người là sau pha mắc lay của Rim và bên phía của Wi-Fi khai thác thành công được phép bỏ trốn của đối phương. Nhưng Rich đang bị tấn công, Sihu lao vào không đẩy được ai cả. Quay cũng lao vào tìm cách đá, vẫn chưa thành công. Hai người từ đến từ vị trí của Chris, họ đang tấn công vào người của Quay. Nhưng người thấp máu là Kasa đã phải nằm xuống và bên phía của Azi đang tràn lên. Chris bị nhả ra, xương la bất bại và xin chỉ luồng kim tung ra đến từ vị trí của Free để có thể tấn công vào đội hình của đối phương. Và bên phía của RNG tạm thời có được sự hơn người. Nhưng BBH lao thẳng vào với Yuhan Vương, anh ta đang tự sát chăng và ta đã phải nằm xuống. Người bấm đồng hồ là Sihu rất an toàn và bên phía của RNG sẽ tấn công vào khu vực hang Baron. Đó là 5 cú chiêu cuối đều đã dùng rồi, còn bên phía bên kia thì chúng ta có một tình huống 3 người di chuyển ra cũng đang không có chiêu cuối. Rick lại ở Na tí nị nữa. Dream có tiếng hồn gió chuẩn xác, có ràng buộc, sát thương là chưa đủ nhiều để làm khó bên phía của RNG. Những tình huống cấu diệp tuyến ngoài đến từ Fotic và chưa ai bên phía. Ôi, người đi dừng bên phía của RNG nằm xuống rồi. Baron mở ra cho bên phía của Victory Fire. Nó sẽ thuộc về cho ai đây? Nó thuộc về Dream. Dream có được Baron dành cho Victory Fire khi mà không ai cover nổi dành cho con linh chi điều máu của Way cả. RNG mất cả chi lẫn trái, double kill dành cho Fotic. Nào cho hiệu quả đấy, Rick đã hết Na khổng lồ. Vẫn là tiếng băng lên đến từ Dream với cú hồn gió nhưng lần này lại chỉ ép được một cái xuất hiện đánh tráng. Hắc ám sao dọa tạo giáp khá nhiều, Way băng thẳng vào hộ thể người trở ra. Máu con rồng được hồi lại là khá nhiều, Breed sắp hết xương là bất bại. Những cú chiêu cuối của anh ta chưa lấy được nhiều máu đến từ bên phía Victory Fire cho lắm. Và người bị giữ ràng buộc lại dính cả hồn gió đó chính là Way. Way mất máu quá nhiều, anh ta sống sót với một máu. Trong khi đó người băng lại bên phía bên kia cuối cùng cũng đã phải làm lại, đó chính là mình. Và Way trong tay của Breed cũng đã phải chịu chung số phận. Way không biết bằng một sát thương nho nhỏ nào đó anh ta đã phải nằm xuống, bây giờ sẽ là quét sạch dành cho Victory Fire cùng với thế lính đang rất đẹp tại khu đường trên. Họ đang muốn ít nhất là lấy đi một đường lính siêu cấp của đối phương. Ra là Rich, một tình huống muốn chơi tất tay đến từ vị trí của Azi nhưng hiện tại Quay đang cực kỳ thấp máu. Anh ta vẫn đang đứng trong khu vực hang Baron, người tới là Rim. Rich đã hóa Na khổng lồ làm chế vào mình, mình phải lùi về hôn gió không chuẩn xác, tốc biến đi đến từ Rim và Baron không. Đó là mạng cho bên phía của Wi-Fi. Người lao vào là Kasa hất tung ra là Gala, chưa phải nằm xuống, đã phải nằm xuống rồi. Và hy vọng đến từ bên phía của Azi đã chấm dứt. Baron thuộc về bên phía của Azi, tuy nhiên để làm gì khi mà họ sẽ bị quét sạch 5 thành viên. Ý tưởng ăn lấy Baron từ bên phía của RNG để lật lại một game đấu 10.000 tiền là tốt, tuy nhiên thì họ đã không thể nào vượt qua được sự tỉnh táo đến từ Victory Fire cho tiếng vừa rồi. Rick di chuyển vào ở một tình huống phát hiện ra hai thành viên đối phương thì anh ta rất bình tĩnh, anh ta không quyết định đánh ngay mà anh ta câu giờ cho đồng đội của anh ta đến, và khi đồng đội của anh ta đến thì đó là một tiếng giao tranh không thể một chiều hơn. Những nỗ lực cuối cùng đến từ Way trong tình huống giữ mạng chỉ để cái con Baron đó cũng không đủ để bên phía Victory Fire có thể thắng được Victory Fire trong tiếng giao tranh đã chênh lệch nhiều đến như vậy. Và 30 phút là những gì cần để Victory Fire có được chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên này.